Chúng tôi gồm những người đam mê quay phim chụp ảnh, đam mê nghệ thuật và thơ ca nhạc họa. Hiện nay chúng tôi tập hợp ở đây để thành lập một câu lạc bộ văn nghệ sĩ của những người lính. Mời các bạn cùng tham gia để cho chương trình thêm phong phú. Ở cái chỗ nền thơ này là chúng tôi có cái ý tưởng thành lập một cái câu lạc bộ tuổi thơ. Câu lạc bộ tuổi thơ là câu lạc bộ thơ. Câu lạc thơ. Mới đầu có từng cái thành viên, ít nữa kết nạp các cháu lít nít vào. Các cháu vào, các cháu làm thơ. Hôm nay các cụ làm thơ để cho có thân thờ nhớ ai. Để khai trương quán thơ trên thơ. Lầu Anh Bắc. Đây là vườn chéo Babylon. Đọc một cái bài thơ. Tuổi già thắm với trời xanh, nắng vàng chiếu rọi ơn lành an vui. Cháu con cho chút ngọt bùi, dèo lon nội suối đẩy lùi mệt đau. Tuổi già nhăn nhúm mo câu, ám mê là thú rủ nhau xa mình. Đưa nhau ta bảo là tình, nếu như không đưa thiêng mình bóng trao. Tuổi già lùn xuống bớt cao, đứng có bớt vải nhưng hao bóng dầu. Sinh hoạt nhức vai đau đầu, tai nghe có nói dễ sầu dễ quên. Vâng lời bây giờ đặt tên, lời con lẽ phải phần mềm thứ hai. Chiều về cơm bữa trang đài, miệng vui tay nắm là đời tuổi cao. Mười thích nhỉ? Tôi xin đọc tiếp bài mười thích của người cao tuổi. Mười thích của người cao tuổi. Một, thích trong túi có tiền, mỗi khi hiếu hỉ khỏi phiền cháu con. Hai, thích được bắt canh ngon, lương cao cao lương chẳng thiết bởi còn răng đâu. Ba, thích con cháu rể dâu, gia phong nếp hàng đầu hiếu trung. Bốn, thích thỏa mãn riêng chung, ăn riêng nhưng vẫn vui cùng cháu con. Năm, thích nàng phố vuông tròn, đói no sướng khổ mất còn có nhau. Sáu, thích sống thọ chết mau, ốm lâu con khổ lại đau thân mình. Bảy, thích toàn bộ gia đình, cờ bạc ma túy thực tình tránh xa. Tám, thích mồ mả ông cha, xây cất tôn tạo ít ra bằng người. Chín, thích đầy ắp tiếng cười, cả nhà hưởng khí vui tươi hàng ngày. Mười, thích quất bóng dương này, tùy nghi viện lễ chớ vay mượn nhiều. Tuổi già mong được bấy điều, mỗi người đạt được bao nhiêu tùy còn. Sống vui sống khỏe khôn bì, Nam Tàu có lệnh ra đi nhẹ nhàng. Thế thôi, thế cần chết thôi. Chết khỏe sống chết nhau nhỉ. Sống khỏe chết nhanh. Không khỏe chết nhanh. Thích của người cao tuổi. Thích trong túi có tiền này. Mỗi khi hiếu hỉ là quay phiền đến con cháu này, con này. Hai là thích được bát canh ngon, cao lương chẳng thiết bởi còn răng đâu. Sâu. Răng đâu. Răng đâu. Còn răng nãy răng. Ba thích con cháu rể dâu. Gia phong giữ nếp hàng đầu hiếu trung. Bốn, thích thỏa mãn riêng chung. Mới ra cái này. Nó mất cái bông kia này loài này đi. Cái đó thì hỏng. Mà để hòa nó khó lắm. Đây là vườn treo ba lon, chẳng phải ba tư cũng có vườn treo. Vườn này là vườn cảnh khuyển. Không phải vườn phước quyển. Đây là vườn cảnh khuyển. Cảnh uyển, cảnh khuyển không phải cảnh khuyển là chó, cảnh uyển. Đóng chung là được. Trên này ông là kéo cái điều hòa ra đây. Kéo điều hòa là tôi. Chúng ta là hai anh này của anh cái. Được rồi. Đặt đẹp. Ông gửi cho tôi để tôi làm ảnh diện.